Giải mã lý do Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng flop thảm. Lên sóng vào ngày 23 tháng 5, Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng được xem là bom tấn tiên hiệp đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ năm 2024, vì không chỉ quy tụ hai ngôi sao đỉnh Lưu Dương Mịch và Cung Tuấn, mà còn có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Trương Lăng Hách, Trần Đô Linh, Quách Hiểu Đình, Hồ Liên Hinh, Ngụy Triết Minh, Trúc Tự Đan. Những tưởng với mức độ đầu tư khủng cùng dàn diễn viên hùng hậu như trên, Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng sẽ là phim bạo khoản của năm. Thế nhưng sau 3 tuần phát sóng, phim lại trở thành bom xịt. Vậy lý do vì đâu Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng thiên flop? Những con số bết bát. Trước khi đi vào tìm hiểu nguyên nhân, cùng điểm lại thành tích sau chặng đường phát sóng của Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng. Dù nhiệt độ EQG của Hồ yêu vào ngày đầu phát sóng đạt được mức 9.001, thế nhưng sau 3 tuần, nhiệt độ tập cuối bộ phim tụt xuống còn 7.733. Như vậy, phim thậm chí không thể phá nổi mốc nhiệt 9.100, câu chuyện nhiệt độ phá vạn chỉ còn là một giấc mơ. Trong suốt những ngày phát sóng nửa cuối bộ phim, lượng người xem trực tuyến tại thời điểm chiếu tập mới chỉ dao động từ 30.000 đến 60.000, con số rõ ràng là quá đáng thất vọng. Thậm chí, lượng xem online thấp đến mức khiến cho khán giả đặt ra những hoài nghi về việc phim phá mốc nhiệt 9.000 trên nền tảng EQG, liệu chăng chỉ là con số ảo. Từ đầu năm 2024 đến nay, ngoài Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng, EQG còn có 5 tác phẩm khác cũng phá mốc nhiệt 9.000. Trong số này, view Vân Hợp và lượt xem online của Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng là thấp nhất. Những thảo luận xoay quanh phim càng về sau càng ít dần. Ngoại trừ người hâm mộ và các trang đu phim, những fanpage công cộng không còn cập nhật thông tin về Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng. Đây là kết cục đáng thất vọng nhất đối với một bộ phim đầu tư kinh phí khủng và được đặt kỳ vọng cao. Sự thất bại ê chề này của Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, ba yếu tố quan trọng mà phim đã không thể hoàn thành tốt, đó chính là cốt truyện, diễn xuất và phản ứng hóa học giữa các diễn viên. Cốt truyện yêu đương lỗi thời, trẻ con. Thật đáng tiếc khi một dự án đầu tư cũng như Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng lại mắc sai lầm chí mạng. Kịch bản lỗi thời từng lên top một hot search bản chung và bản giải trí. Với từ khóa nội dung cốt truyện của phim Hồ yêu nhàm chán, phim đã không thể níu chân khán giả sau vài ngày phát sóng. Kịch bản phim bị đánh giá hời hợt, nhàm chán, nhịp phim nhanh, nhưng tình tiết lại buồn ngủ. Nếu quay trở lại năm 2017, có lẽ Hồ yêu còn có chút cơ may gây bão với kiểu cốt truyện thần tiên yêu hận. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị hiếu của công chúng đã thay đổi. Họ không còn hứng thú với những kịch bản chỉ xoay quanh yêu đương đơn thuần. Hết thương rồi hiểu lầm rồi lại gắn kết. Mô típ tình duyên luân chuyển từ kiếp này qua kiếp khác cũng đã không còn sức hút. Những bộ phim cổ trang lồng ghép được nhiều giá trị nhân sinh, phản ánh xã hội, tiếp cận hiện thực sẽ được yêu thích hơn. Hoa Giang Lệnh hay Mặc Vũ Vân Giang là một minh chứng cụ thể. Còn Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng lại không làm được những điều trên. Kịch bản phim lấy tình yêu làm trung tâm, nhân vật chính có nhiệm vụ kết duyên, nhân vật phụ là mảnh ghép trong những câu chuyện tình. Cả 40 tập phim là hành trình nhận ra tình cảm và yêu đương của các cặp đôi. Đương nhiên, đang xen theo đó vẫn là những tình tiết trừ gian diệt ác, chống lại phe phản diện, tuy nhiên không gây ấn tượng mạnh với khán giả, không tạo được sự kịch tính, không chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa. Những sự vật sự việc trong phim, như mối quan hệ giữa người và yêu, cây tổ, ma đạo, đấu tranh giữa các giống loài yêu và người, xuất hiện quá nhiều trong các phim tiên hiệp trước đây, vậy nên khán giả đã quá ngán ngẩm để xem lại. Tuy nhiên, với kiểu kịch bản kém hợp thời như trên, Hồ yêu vẫn sẽ hấp dẫn được người xem nếu biên kịch và đạo diễn biết thêm thắt thật khéo léo những yếu tố khác, hoặc tô thật đậm chuyện tình yêu với tầng lớp ý nghĩa sát với hiện thực. Rất tiếc, phim vẫn không thể làm được, nội dung phim không có chiều sâu, những phân đoạn cần khai thác để tạo cảm xúc cho khán giả được thực hiện qua loa. Vì vậy, không quá khó hiểu khi những lời bình phẩm về nội dung Hồ yêu luôn gắn kèm với từ khóa trẻ con. Diễn xuất ý ẹ của đỉnh Lưu. Yếu tố quan trọng để cứu rỗi một bộ phim có nội dung nhàm chán, đó chính là diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là nam nữ diễn viên chính. Tuy nhiên, Dương Mịch và Cung Tuấn đã không thể gánh vác trách nhiệm này. Để giúp Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng bứt phá, Hồ yêu quay trong đoạn thời gian mà Dương Mịch đang ở trạng thái tệ nhất. Lúc ấy, nữ diễn viên sắp sửa tạm biệt gia hành, và Hồ yêu có thể là bộ cổ ngôn cuối cùng cô đóng. Bởi nhiều người tin rằng, sau khi rời gia hành, cô sẽ định hướng lại sự nghiệp cho mình, không ăn mày quá khứ, và bị dòng phim ngôn tình bó chặt nữa. Nhiều người còn đặt ra nghi vấn, có lẽ Hồ yêu cũng không phải là lựa chọn mà Dương Mịch thực sự muốn, cho nên cô đã không thể hoàn thành tốt. Khi phim lên sóng, người xem thấy Dương Mịch của đoạn thời gian khủng hoảng đó, má hốc, mắt trũng sâu mệt mỏi. Trong phim,
cô thể hiện vai tộc trưởng tộc Hồ Ly Đồ Sơn Hồng Hồng có tính cách lạnh lùng, tuy nhiên cách diễn của cô lại cứng, đơ và vô hồn. Ngôi sao sinh năm 1986 vẫn mắc lỗi mím môi chép miệng sau mỗi câu thoại. Đây là thói quen diễn xuất xấu đã bị khán giả nhắc nhiều lần, song cô chưa sửa được. Về phía Cung Tuấn, nam diễn viên có diễn xuất khá linh động, thể hiện được một Đông Phương Nguyệt Sơ tuổi trẻ hoạt bát và hiếu kỳ. Tuy nhiên, khẩu hình miệng của Cung Tuấn là một điểm trừ lớn, khán giả khó chấp nhận, bởi nam diễn viên nhã thoại và biểu cảm quá xấu, ảnh hưởng đến trải nghiệm khi coi phim, không chỉ hóa thân không trọn vẹn vai diễn, Dương Mịch và Cung Tuấn còn không có khả năng tạo phản ứng hóa học. Với khoảng cách tuổi tác quá lớn và ngoại hình không phù hợp, cặp đôi diễn ngôn tình nhưng lại không có tình, dường như việc diễn cảnh yêu đương ở độ tuổi này đối với Dương Mịch khá khó khăn, khi ánh mắt của cô không hề tồn tại cảm xúc dành cho bạn diễn, dù đôi bên có cố gắng thế nào, cặp đôi vẫn khiến người xem chán nản, vì chemistry quá yếu ớt và nhạt nhòa. Dàn diễn viên mạnh ai nấy diễn, không có chemistry. Không chỉ nam nữ diễn viên chính, tương tác giữa các diễn viên khác trong một bộ phim cũng vô cùng quan trọng, tuy nhiên, cả dàn diễn viên Hồ Yêu đều có phản ứng hóa học nhạt nhòa. Các cặp đôi phụ của phim tuy quy tụ những gương mặt trẻ trung với diễn xuất linh động, nhưng phản ứng hóa học của riêng từng cặp vẫn không thể bùng nổ. Cặp đôi Quách Hiểu Đình và Ngụy Triết Minh là cặp duy nhất nhận được đánh giá tích cực vì quá dễ thương và tương xứng về ngoại hình. Các cặp đôi khác có thời lượng lên sóng quá ít, câu chuyện xoay quanh họ không ấn tượng, đồng thời tương tác giữa họ cũng không đặc sắc. Không những vậy, dàn diễn viên của Hồ Yêu bị nhận xét rằng mạnh ai nấy diễn, các cặp đôi cùng các nhân vật trong phim đều có mối liên hệ, tuy nhiên sự gắn kết lại thiếu sâu sắc, nguyên nhân xuất phát từ cả chiều sâu nội dung lẫn cách diễn xuất, từ đó tạo nên một tổng thể rời rạc, không cảm xúc. Những yếu tố khác cũng không làm tốt. Ngoài ba yếu tố chính phía trên, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng còn tồn tại nhiều lỗ hổng, khiến phim thất bại ê chề. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng là bộ phim đầu tiên tại Trung Quốc sử dụng công nghệ thực tế mở rộng XR. Dàn diễn viên sẽ quay bên cạnh một màn hình lớn, được thiết kế sẵn bối cảnh. Lúc đầu, khán giả mong chờ nhà sản xuất sẽ đem đến một sản phẩm tiên hiệp mãn nhãn, nhưng công nghệ này lộ điểm yếu, khiến cho phông nền bị chói sáng, màn hình nhiều lúc bị mờ, như đeo thêm một lớp kính. Nhịp phim tuy nhanh, nhưng đôi khi lại thiếu logic và gây hụt hẫng, biên tập cắt nối cũng thiếu sự hấp dẫn, tình tiết lê thê, chuyển cảnh đột ngột, những cảnh đánh nhau cũng không khiến người xem đã mắt. Dù đóng thể loại tiên hiệp có kỹ xảo hỗ trợ, nhưng tối thiểu, diễn viên cũng cần vận động cơ thể, để tạo nên những thước phim hành động mãn nhãn. Tuy nhiên các diễn viên trong Hồ Yêu chỉ diễn động tác tay để chưởng và thể hiện động tác bay, còn lại đều do đội dựng phim tạo hiệu ứng. Ngoài ra, nhạc phim lồng ghép chưa hợp lý, gây tụt cảm xúc người xem, đồng thời, tạo hình của một số diễn viên phụ bị phản hồi là không sát nguyên tác, đập rất nhiều tiền vào quần áo, nhưng lại không nhận được tung hô và khen ngợi nào, phong cách trang điểm thì quá lòe loẹt và màu mè, từ mọi yếu tố như nội dung kịch bản, diễn xuất, cùng phản ứng hóa học của diễn viên, kỹ xảo, mạch phim, cách biên tập, tạo hình, cảnh hành động, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng đã không thể làm tốt, điều này dẫn đến thất bại sau cùng, khiến netizen phải bất ngờ vì trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu về một bộ phim được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám của giới showbiz, điều này cũng khiến người hâm mộ lo lắng về chất lượng của hai bộ phim phía sau cùng hệ liệt. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.